Ta cơ. Lúc hai á. Hả? Ta hai lưng liên khô bảy chín á. Ta hai á? Ừ. Ồ này bảo bẹc với mấy? Cú mi khô chín á. Hả? Cú mi khô chín á. Mi khô chín đấy nhá là bộ mi á. Đây nè. Ừ, bộ mi á. Ồ bộ hơi à? Mà ta linh á. Ừ. Ồ bộ hơi nào này à? Không này bộ hơi nào? Không bộ hơi quay á. Bộ hơi à? Không bộ hơi quay. Bộ hơi nào? Bộ hơi nào? Bộ hơi nào? Bộ hơi nào? Không. Ồ là. Cú mi khô chín á. Bộ mi khô chín các bộ hơi à? Làm bộ hơi nào? Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, anh chị, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu cô bác ạ. Hôm nay thì đáng lẽ ra là cháu Lực hẹn anh trưởng thôn với lại người mẹ của em Sử là lên đây để mà nói chuyện. Nhưng mà anh trưởng thôn thì hôm nay là đi hộ nhà của bác nào ở dưới Tuyên Quang của bác. Thành ra là trong thời gian này anh trưởng thôn không có ở. Cho nên là cái sự việc mà để mà giải quyết với người mẹ của em Sử là triệt để luôn. Thì chưa có thể là giải quyết được cô bác ạ. Ở đây thì cháu Lực cũng không có khẳng định rằng là không thể cho người mẹ sang đây một lần nào cả. Ở đây thì khi mà người mẹ, mỗi lần mà cháu Lực bắt gặp người mẹ ở đây cô bác, thì cũng như tất cả cô bác anh chị đang theo dõi Thiên Phim, thì cũng rất là bức xúc khi mà thấy người mẹ đã bỏ đi sau một cái quá trình thời gian dài đằng đẵng, xong lại tự dưng được khi mà cháu Lực chia sẻ lên, thấy các em ngoan ngoãn, cũng kèm theo đó là được các bác mạnh thường quân giúp đỡ rất là nhiều, thì có thể là người mẹ theo dõi được, xong là người mẹ ra để mà hay xin xỏ đủ thứ cô bác ạ. Ui, Hải là đi học về à? Đi học về không lạnh à? Không ạ. Hả? Không ạ. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Hôm nay anh Sử không đi đón được à? Không ạ. Đường trơn hay là như nào? Đường trơn ạ. Đường trơn không đi đón được á? Vâng ạ. Thế là anh Sử đang ở nhà bây giờ ấy? Vâng ạ. Thế thì thôi bây giờ mình đi về đi nhỉ. Vâng. Đấy. Đấy, cũng rất là mong các bác sẽ thông cảm cho Lực rằng là được hơn 2 tuần rồi các bác, gần 2 tuần rồi. Chưa cháu Lực chưa thể vào là lắp cửa được. Ở đây thì cái lý do đấy cháu Lực cũng đã nói với cô bác rồi. Trong quá trình mà anh em thợ đang làm đấy, thì có một anh là bị gặp tai nạn lao động đấy cô bác. Cho nên là phải dừng lại. Phải dừng lại xong là đưa anh đi viện đủ thứ. Rồi thì có cái rồi cái anh đấy lại cho một người khác để mà làm kịp cái cửa cho cháu Lực ấy cô bác. Ở đây thì cháu Lực cũng đã đặt cọc trước rồi. Cho nên là bây giờ nếu mà mình hủy hợp đồng thì người ta sẽ, mình sẽ mất cái tiền cọc đấy luôn. Ôi, kia là ai đấy Sử? Hả? Ai đấy? Không biết. Không biết á? Ra đây xem nào. Cháu Lực nhìn thấy là có một cô là vác thốc ra đây. Nhìn từ xa thì thấy là mẹ của. Ôi, bạch khâu đây nhá là. Ta cơ. Lúc hai á. Hả? Ta hai lưng liên khô bảy chín á. Ta hai á? Ừ. Ồ này bờ bẹc với mấy? Cú mi khô chín á. Hả? Cú mi khô chín á. Mi khô chín đấy nhá là bộ mi á. Ừ. Đây nè. Ừ, bộ mi á. Ồ bờ hơi à? Ôi bờ hơi nào? Không bờ hơi quay á. Bờ hơi à? Không cũng bờ hơi này quay. Bờ hơi cái này. Ừ. Bờ đây nào? Mi khô chín á. Bờ đây tốt đây.
Đà Nẵng là bây giờ ông ta bố mi cơ dưới nách nhà bố mi à hả mi cơ đấy năng này ạ năng nhân này ạ năng á dê dê có chủ dưới nó nách nhà sinh sử ạ ồ từ sinh sử là từ gì là không biết à trên trên mẹ ảo ạ mẹ ảo á con mẹ ảo sử ạ ồ cái nhân là mày đưa đấy nhân là mà đưa lên không bộ tu chính á không bộ tu chính á ừ. Không bộ tu chính học là những làm ấy lên mà tái linh bảy bộ lưu còn hậu đại còn bảy ạ mà tái linh á ô bộ hơi nào này à không này bộ hơi nào không bộ hơi quay á bộ hơi bộ hơi bộ hơi cái nào bộ hơi nào bộ hơi nào bộ hơi nào không bộ mi khâu chính á bộ mi khâu chính có bộ hơi à làm bộ hơi nào làm bộ hơi nào bộ làm tốt trưởng bản đâu kìa bộ làm tốt trưởng bản đâu. À, thưa các bác, vừa rồi là mẹ của các em ấy bảo là có những câu tiếng Mông thì là dịch ra bằng như gì hả? Bảo là xuống nhà kia không có ai ở nhà. Xuống nhà kia không ai ở nhà? Vâng. Có những câu thì anh hỏi bảo là tại sao mà lấy thóc về ấy? Thì cô trả lời là như nào? Bảo là thóc không đủ ăn. Thóc là không đủ ăn á? Vâng. Sao bên này đó? Ôi, xuống này gần độ tầm... hơn 20 cân một chút cô bác, thóc này thì khá là nặng ấy. Tầm hơn là 10 cân. Sử là không ở nhà à? Vừa rồi là cô bảo là không có ai ở nhà là ra lấy à? Vâng. Thời gian này thì mẹ của các em là quay trở lại khá là nhiều cô bác. Vừa rồi thì theo như khi mà cháu Lực nói chuyện với lại cô ấy, thì có lúc thì cô nói bằng tiếng Nùng, nói rằng là bảo là không có gạo đúng không, không có thóc đúng không? Bảo là gạo không đủ ăn thì với thóc không đủ ăn thì là về đây lấy. Về đây lấy hay là mượn? Vừa rồi anh ấy từ như kiểu là mượn hay là lấy? Bảo là về đây lấy. Là về đây lấy? Vâng. Thưa các bác, em Hải thì cũng vừa mới đi học về là chưa kịp tới nhà đó. Xong là hai anh em từ trên kia xuống là bắt gặp là người mẹ là đang lấy thóc để đi về luôn. Thế bây giờ thì anh em mình lấy thóc này đi về đó. Hôm nay thì rơi tầm độ tầm 20 cân một chút các bác ạ. Khá là nặng. Không biết là xử với ông thì có ở nhà không. Ô, nhà là hình như không có ai ở nhà đây Hải. Vâng. Mở cửa ra xem nào. Mở cửa. Cắm điện xem nào. Đây, vừa rồi thì là mẹ của các em là tự lên trên này để mà lấy thóc luôn cô bác. Đấy. Có lẽ là những cái tài sản của nhà các em là để đâu. Thành ra là mẹ của Sử là biết hết. Như vừa rồi anh nghe thấy mẹ Sử bảo là trước cúng ra đây hộ cái à? Vâng, hộ một tí thôi ạ. Hộ một tí á? Vâng. Thế hộ một tí anh nghe đấy đoàn thoáng bảo là trước tao ra đây cấy thì tao là ra lấy thóc. Vâng. Mẹ bảo thế à? Vâng. Mẹ bảo là hôm trước thì mẹ ra đây hộ cấy thì khi nào đến muộn cả thì mẹ lâu lâu lấy một lần. Lâu lâu lấy một lần. Vâng. Thế là năm nay là lần đầu tiên hay là mọi năm là cũng thế? Lần đầu tiên thôi. Năm nay là lần đầu tiên. Vâng. Rồi, thưa cô bác là có khi là năm nay là thấy nhà của các em là được thóc nhiều hơn. Thành ra là mẹ của Hải là lên có thể như là vừa rồi làm cái hành động mà rất là liều lĩnh cô bác. Hải lên trên đi, xong rồi lấy thóc để lên trên để cho cô đi. Đấy. Vừa rồi cháu Lực bảo là gọi anh trực thôn ra thì là mẹ của các em thì là mới chạy cô bác. Rồi đây. Vâng. Đây. Lên nè. Kéo lên. Đấy, đổ vào trong kia đi. Vâng. Đấy, không quá ở nhà cô bác. Như ông với lại Sử thì cũng không biết là đi đâu rồi.
Đã đổ xong chưa? Chưa rồi. Xong rồi à? Vâng. Cái bao tải này là bao tải của nhà Hải hay là của nhà em ạ? Của nhà em á? Vâng. Ồ. Thế là à, cháu Lực không biết là hôm nọ là có hai ba thóc với cô bác, thì không biết là cháu có phải là người mẹ đấy không. Hay nhưng mà hôm nay thì cháu Lực bắt gặp tận tay là người mẹ của các em là lấy thóc để mà đi lên đến kia cô bác. Đấy, rất là may là cháu Lực cũng lên kịp thời, chứ không là người mẹ đã lấy đi rồi. Đấy, lấy thóc đi rồi đấy cô bác. Hay bây giờ thì ông với lại Sử thì không biết là đang đi đâu rồi. Cái này thì là hôm qua làm hay là sáng hôm nay mới làm? Hôm qua làm ạ. Hôm qua làm à? Vâng. Thế cái này để làm gì? Không biết rồi. Không biết à? Vâng. Ai làm? Chắc là ông ạ. Ông à? Vâng. Vừa rồi Hải gặp mẹ như vậy thì có sợ không? Có. Mày lấy thóc đi á. Có. Vậy anh trưởng thôn thì hiện tại là đang đi xuống dưới kia thôi cô bác, thành ra là không biết là bây giờ cháu được gọi có được không. Có lẽ là cháu được sẽ phải gọi cho anh trưởng thôn một lần. Hôm nay thì cháu được gặp cái trường hợp như vậy cô bác, thành ra là hôm nọ thì lúc mà mất thóc ấy, cháu được cũng đã báo với lại bên anh trưởng thôn rồi. Không biết là bây giờ anh trưởng thôn có nghe máy được không ấy cô bác, tại vì quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp do thuê bao quý khách vừa gọi hiện. Vậy ở đây thì bây giờ hiện tại là không có gọi được cho anh trưởng thôn nữa đâu cô bác. Hôm qua khi mà cháu Lực gọi cho anh trưởng thôn thì anh trưởng thôn cũng có bảo là nếu mà hôm nay mà nhìn thấy người mẹ ở bên này thì sẽ gọi cho anh, thì anh sẽ lên trên nhà của ba con cháu luôn và để giải quyết cái sự việc người mẹ của bác. Đấy, đến hôm nay thì lại gặp người mẹ là bác thóc đi về. Không biết là tí người mẹ có còn quay trở lại nữa không các bác. Thế bây giờ thì cháu Đức sẽ cùng em Hải là ở đây, rồi một tí đợi ông về, xem là hỏi ông sẽ đi đâu. Hải thì về nhà thì có đi đâu làm gì nữa không? Chắc là một tí trên vác củi à? Ừ. À, thế thì em đi lấy đồ đi. Ừ. Anh đi xuống dưới xem là ông thì có ở đây không. Ừ. Ông thì ở đây có bác vừa. À, chiếm tờ vai mà chứ? Bị tiêu tờ vai mà lấy? Tờ vai mà? Ừ. Ông thì vừa mới đi chăn trâu về tới nhà của bác ạ. Ông bảo đi xuống dưới chăn trâu đi. Bây giờ cháu Lực sẽ nói cái chuyện vừa rồi xảy ra với ông một chút, xem là cái phản ứng của ông như thế nào. Để lục lu dè đi mà này tắt khâu xả khâu cạc với ạ. Ừ, đấy, bố mít khâu chín đấy, linh khâu bảy này. Bố mít khâu chín đấy, linh khâu bảy á? Ừ. Bị đi hát rồi dè đưa á? Lấy cả hát đưa á. Hát đưa á? Ừ, lấy bố mít khâu chín lấy linh khâu ứng này. À, thế là ở đây là mẹ của các em đã bảo với ông từ trước rồi cô bác. Bảo với ông rằng là không có thóc, thành không có gạo, thì ra là ra đây để mà vay mượn đi. Đi lán bờ hơ bay lán nó tao mới tốt đi dân luôn. Đi lán nó tốt đi dân là lán nó làng dê cầu mình khâu rồi này. Ồ, cái mấy dân này đấy dê. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã bảo với ông rằng là cháu Lực đã đem về nhà rồi. Cháu Lực bảo với lại người mẹ của các em là không có thóc đâu để mà lấy đi. Cái này là không cho. Đấy, năm nay thì bác được bác Kim Hoàng là bác ấy có hỗ trợ gia đình của ba con cháu, thành ra là mấy dư thóc thêm một chút. Và này dê chú dân, ta dân ở đấy nhỉ? Đấy, vừa rồi thì cháu Lực bảo với ông là ông ở nhà dưới này là để mà trông nhà xem. Cháu Lực sẽ cùng em Hải là lên trên nhà cũ, nhà mới các bác, xem là hiện tại người mẹ có đang ở trên đấy không. Hả? Dạ ủng. Hải thì đi bảo là vừa bảo đi đeo ủng hả cô bác ạ. Đây phải nói là cháu Lực cũng hơi thất vọng với ông một chút. Không hiểu tại sao mà cái lý do mà ông lại cho người mẹ vay thóc. Đấy, gia đình mình đã không đủ ăn rồi,
lại đi cho người mẹ để vay thóc. Ở đây thì nãy khi mà cháu được nói chuyện với mẹ thì mẹ các em muốn nói với cháu được rằng là trước là ra đây hộ cấy, cho nên là bây giờ là được phép là ra đây là mượn thóc. Thế Hải thì nếu mà mẹ ra đây mượn thóc thì em có muốn cho không? Em không muốn đâu. Không muốn cho à? Vâng. Thế ông thì vừa rồi bảo là trước là mẹ ra đây để làm xong là mượn thóc là ông cho à? Vâng. Thế thì này thì em bảo với ông nhá, bảo với ông là không nên cho mẹ mượn thóc nhá. Vâng. Mượn thì không biết là mẹ có giả không? Vâng. Thế đợt nhà em cấy là có mẹ có ra hộ một hôm à hay là hộ như nào? Hộ một buổi thôi à? Một buổi thôi? Vâng. Một buổi thôi mà đã cũng ngang nhiên mà ra mà mượn thóc rồi. Thế là ở đây là mẹ của các em đã dặn cho ông từ lâu rồi. Thế hôm nay thì mẹ mới ra lấy. Vâng. Còn là thấy mẹ ở trên này không? Không thấy rồi ạ. Không thấy á? Vâng. Đấy, khi mà cháu Lực bắt gặp người mẹ lấy thóc ấy, ghi hình đấy, mẹ còn như kiểu là không có một chút mà sợ sệt cháu Lực, cô bác ạ. Còn là vẫn còn nói chuyện ngang ngang xong còn cười cười. Như đấy, đến lúc mà cháu Lực bảo là không cho quay, bảo là không cho quay đấy, thì đến lúc đấy cháu Lực bảo là gọi anh trưởng thôn thì là mẹ mới bỏ đi. Cái củi này là vác để đi về luôn à? Vâng. À, có dây không để lấy dây buộc đi? Không mang dây lên thôi. Đi lên trên là dây thép kìa. Trên kia có dây thép này. Ở trên nhà thì còn một chút là dây thép ly, cho nên là lấy để mà tận dụng, buộc củi xong là mang về nhà để cất đi. Cái củi này thì hôm nọ là cũng được ông là ra đây là trẻ hết. Lúc mà đang lấy củi này, cháu Lực cũng bắt gặp là mẹ là ra đây là hộ ông để trẻ củi. Đấy, chắc là hôm đấy là xin luôn, mượn luôn đấy cô bác. Ông thì bảo là cho mượn, thì cháu Lực không biết là cái lý do mà tại sao ông lại cho người mẹ các em để mượn. Ở trên là vùng cao thì các cô đi không có đi học với cô bác, thành ra là tính rất là bảo thủ, nhưng không kiểu có sợ sệt gì cả, như kiểu là chưa từng có cái chuyện gì mà xảy ra cả. Hay là nghe ra là nếu mà vứt bỏ các em mà đi, vứt bỏ các em mà đi ấy, thì đã không có cái mặt mũi để mà quay trở lại rồi. Hải ơi. Dạ. Đây này, không cần nữa, đây này. Dạ. Có dây rồi. Còn cái củi này thì Hải là đem về để mà để trên bếp để cho nó khô. Ra chưa? Bên kia không còn à? Đây, đây xếp củi ở đây này. Sau một tí nữa mình buộc lại. Đây, bây giờ em xếp củi ở đây nhá. Anh Sử thì không biết là đi đâu rồi. Vâng. Có khi là em đi lấy củi rồi cô bác ạ. Có khi là em Sử là đi lấy củi rồi. Xe của anh Sử thì có con ở trên này không? Có ạ. Có à? Vâng. Chắc là đi lấy củi rồi cô bác ạ. Đi. Hải thì gặp mẹ là sợ luôn cô bác. Để Hải để đến trên này buộc thành một bó đi, xong là tí mang cái đấy vác, tí đi vác đi. Vâng. Tí mang cái đấy để đệm. Bây giờ thì em xếp ra đây nhá. Vâng. Xong là buộc đi. Đấy. Xếp hết ra đây. Thế Hải hôm nay là học bao nhiêu tiết? Sáng thì học 4 tiết,
Chiều thì học 2 tiết ạ. Chiều thì học 2 tiết à? Vâng. Rồi xếp củi ở đây xì một tí nữa thành bó thì hai anh em mình vác về. Củi này là phải cẩn thận nhá. Củi này có rất là nhiều đinh ấy. Em xếp lên trên này một tí, em nhìn thấy cái dây nó trên kia không? Có. Đấy, xếp lên trên kia. Được nhá. Đấy. Mẹ của em Hải của bác sẽ được bắt gặp là cũng khá là nhiều lần rồi, nhưng mà gặp lần nào cũng kiểu nói chuyện xong là thấy cười cười thôi, như kiểu là không có một chút sợ sệt nào cả. Ở đây thì khi mà bà con ở trên chỗ có xử đấy, nếu mà người ta sợ sệt đấy, người ta chỉ có sợ anh trưởng thôn là nhiều, tại vì anh trưởng thôn là vừa là bên chính quyền, xong là cũng là vừa là một người mà được bà con ở trong thôn rất là tin tưởng và rất là nể, thành ra là nói mới sợ. Bây giờ thì hiện tại là cái đồ đạc ấy mà các bác gửi cho ấy, thì nhà mới các bác cũng chưa đi vào lắp cửa, cho nên là cháu Lực sẽ chưa thể đi sắm vật dụng nào để trên này cả. Đấy, sợ rằng là khi mà không thấy các em ở đây cái là có thể là người mẹ hay là ai đó về nhảy mất cái đồ đi, thành ra là lại không có tiền để mà mua thêm nữa. Chắc là đủ rồi anh. Đủ chưa? Rồi. Lấy cái gì? Dây. Dây à? Vâng. À, từ từ đấy nhá. Cái củi này thì có lấy về hết không hay là để trên này một nửa? Để trên này một nửa. Vâng. Thế mày nữa thì nhà mới thì không sắp được vào nhà mới rồi các bác, cho nên là không có lấy củi đi xuống dưới kia là nhiều nữa. Nào, lấy cái bao tải cho anh mượn một tí. Phải không cần dây à? Không cần đâu ạ. Hả? Anh đi trước. Rồi anh đi trước nhá. Vâng. Vác được không? Được ạ. Kia có phải anh Sử không? Không đợi. Không phải à? Vâng.
Thế Hải hôm nay đi học về là đi cùng ai? Đi tự một mình về. Hôm nay tự một mình để đi học về? Vâng. Hôm nay các bạn không nghỉ cùng cùng giờ với mình à? Vâng. Cái này thì để đây hay là để trong nhà? Để trên nhà. Trong nhà? Vâng. Dạ. Chỗ này là gì? Đấy, rồi. Đây, thùng bao á? Ừ, thùng bao. Ông ấy đang ăn nấu cơm thôi. Nào, Hải đi rửa tay rửa chân đi. Sơ hở một chút không ai ở nhà là y rằng là có một cái chuyện gì nó xảy ra một chút không bác? Buổi sáng đi học thì có đeo ủng không? Không đâu ạ. Buổi sáng đi học là không đeo ủng à? Vâng. Hay nước thì rất là lạnh và rất là buốt của bác. Sửa tay xong là phải đi sửa một chút thì mới tay đỡ cóng được. Chuẩn bị chín bao ấy chứ? Ông thì bày mâm rồi, đang chuẩn bị thái. Chuẩn bị thái rau không cô bác ạ? Cô sống, cô cho tiền luôn à? Nào, để hơi Hải thái mà chị. Cô sống này. Đấy. Cô hiện cho tiền luôn à? Cho Hải thái cho. Anh Sử thì chắc là đang đi lấy củi hay là đi lấy cỏ cô bác, cho nên là em Sử với lại ông là ở nhà. Nếu mà ở về nhà sớm là sẽ nấu cơm là đợi nhau luôn. Rau cải để xào hay là để nấu canh? Để xào ạ. Là để xào à? Ừ. Thì còn nấu canh một chút không? Chắc là nấu một chút thôi. Để nấu canh một chút à? Vâng. Cẩn thận tay nhá. Vâng ạ. Để thái xuống, thái xuống. Đấy. Đấy, lần sau đấy ít một chút. Vâng. Em Hải thì được đi học của cô bác ạ, cho nên là sẽ biết là rất là nhiều điều hơn là anh Sử. Nhưng mà ở đây thì em Hải chắc chắn là sẽ một điều là không có biết bằng cái gọi là cái điều mà ở cái ngoài đời ấy, thì anh Sử lại là người lớn hơn, thì em Sử lại biết nhiều hơn. Trong thời gian qua thì khi mà cháu Lực lên chia sẻ cái hoàn cảnh của ba ông cháu thì các bác cũng gửi rất là nhiều quà tới cho hai anh em, cũng như là gửi những cái tấm lòng vàng tới cho các em để cho các em có một cái ngôi nhà mà khang trang hơn một chút. Hiện tại là cái ngôi nhà mới của các em cô bác thì cũng độ là hoàn thiện là độ 95% rồi, có 5% còn lại chỉ cần việc lắp cửa nó là xong rồi. Cũng rất là mong các cô bác anh chị sẽ thông cảm và cho Lực. Tại vì là trong quá trình thời gian qua thì cháu Lực cũng phải thừa nhận rằng là hơi chậm chạp một chút cô bác. Hơi chậm chạp ở cái phần là lắp cửa một chút. Đấy, cái điều đấy thì cháu Lực cũng không có mong muốn xảy ra cả. Nhưng mà ở đây thì trước khi mà mình vào làm cửa ấy, thì mình đã phải là đặt trước một chút rồi. Cho nên là nếu mà mình hủy hợp đồng thì người ta sẽ hủy cả cái tiền đấu của mình luôn. Mấy hôm nay mẹ có hay về đây không? Có ạ. Mấy hôm nay về nhiều nhỉ? Thế anh được kể ấy. Vâng.
Anh hôm nay lên lần đầu tiên được gặp mẹ em ấy. Mẹ chỉ vào đây chơi nè, hay là vào đây lấy đồ đạc gì? Hôm nọ lấy tí thóc đi ạ. Lấy thóc đi ạ? Vâng. Thế nhưng mà hôm nọ lấy một lần rồi ạ? Vâng. Hả? Vâng. Hôm nọ là ra đây, cũng là ra đây mượn ạ? Vâng, thì em bảo là, em bảo với mẹ là... không cho lấy đúng không? Vâng. À hôm nọ là ra đây một lần rồi nhưng mà không cho lấy đúng không? Vâng. chứ không có phải là cho đúng không? Vâng. Ở đây thì vừa rồi em nói thế thì anh tưởng rằng là hôm nọ em đã với ông là cho mẹ lấy thóc đi một lần rồi đấy. Vâng. Rau cải thì là rau cải mèo, được là em Hải, là em ấy tự được ba ông cháu của bác chứ không phải là em Hải, được ba ông cháu là tự trồng, cho nên là vào mùa đông này thì có cái rau cải này để mà ăn. Cái rau cải này thì thích hợp vào mùa đông của bác ạ, rau cải với lại củ cải. Nào của Hải thì có trồng củ cải đâu không Hải? Không đâu ạ. Không trồng củ cải à? Vâng. Trồng nguyên rau cải à? Vâng. Hôm nay tận mắt thấy mẹ của mình lấy thóc đi, thấy mẹ bảo không cho anh quay thì em có sợ không? Có ạ. Sợ à? Vâng. Đấy, và ở trên vùng cao của bác thì cũng có một số cô bác cũng có điện cho Lực và nói những cái điều bí ẩn, cho nên là cái điều này cho Lực sẽ không có nói ra cho lắm cô bác. Anh nói những cái điều bí ẩn cho cháu Lực thì nói bà cháu Lực là cần để ý chút về người mẹ của các em, sợ là người mẹ của các em là sẽ gọi là hại mình khi nào không biết đấy cô bác ạ, cho nên là cháu Lực sẽ cần nhắc nhở với ba ông cháu là cũng sẽ cẩn trọng thêm một chút. Hải thì trước cũng đã bị mẹ là dụ dỗ đi một lần rồi. Đấy, từ sau cái vụ đấy thì em Hải là không có còn muốn đi theo mẹ nữa. Đây là một tí nữa đợi anh Sử về mới ăn cơm lên chứ. Vâng ạ. Anh Sử thì chắc là độ tầm 5-6 giờ thì mới về đến nhà nhỉ. Vâng ạ. Đấy, khi mà không có Sử ở nhà đấy cô bác thì em Hải cũng làm mà rất là chăm chỉ, làm rất là nhiều việc trong thời gian qua. Thì khi mà cháu Lực đăng tải thước phim lên thì cô bác cũng đã cảm nhận được rằng là cái tính cách và cái sự hiểu biết của các em là như thế nào rồi. Ở đây thì không phải là cháu Lực chia sẻ các em một hai thước phim cả, cháu Lực đã chia sẻ lên khá là nhiều rồi, thậm chí là hàng trăm cái thước phim, thì cô bác cũng đã hiểu được đôi chút về cái tính cách cũng như là cuộc sống của ba ông cháu. Thái hết chưa bây giờ ấy? Hết rồi. Là chuẩn bị xào à? Vâng. Khâu xúc mấy rẻ mà nè. Nước một xúc nữa. Ở đây thì ba ông cháu là đang ở trong vòng thời gian mùa đông ấy cô bác, cho nên là lúc mà mình nấu cơm, mình đun bếp với cô bác thì mình tiện thể là sưởi ấm, mình sưởi ấm thì mình tiện thể là mình nấu cơm luôn, thì sẽ lại tiết kiệm được một chút về cái phần tiền điện cô bác. Mặc dù tiền điện của nhà ba ông cháu thì cũng rất là rẻ thôi, một số cũng rất là rẻ, một phần thì cũng được vừa được bên nhà nước người ta hỗ trợ cho một chút. Ông thì ở nhà cũng rất là chăm chỉ, cô bác lấy được rất là nhiều củi. Bây giờ cháu rồi. Bây giờ cháu thì cháu. Có phải anh Sử ra ngoài? Phải anh Sử không? Không phải đâu. Không phải đâu à? Vâng. Là con của ai? Con nhà chú ạ. Con là chú à? Vâng. Thế thì bây giờ xào bằng cái nồi kia à? Chảo kia à? Vâng. Có cần là đèn pin không? Anh lấy đèn pin cho. Không cần đâu. Không cần à? Đấy, đến buổi tối học hành thì cái bàn ấy thì là dọn quần áo treo lên nhá. Vâng. Xong là học hành nhá. Vâng. Tại đây thì chắc là các em là cũng chiều nay hôm nay vừa mới để thôi cô bác. Cái bàn này thì cũng được là bà Vương Kim Thành là gửi cho.
Ôi đây thì kèm theo một cái quạt đấy này. Cháu Lực nhớ không nhầm là cái quạt này là được bà An Phạm là gửi từ bên Mỹ sang. Gửi từ rất là xa. Như cái đồng hồ bức tranh thì có còn ở ở đây không Hải? Còn ạ. À. Còn à? Vâng. Là cất ở trên này đúng không? Vâng. Đấy, tưởng là mất nữa thì rất là buồn. Em Hải thì là một cậu bé mà làm việc ở nhà rất là nhanh nhẹn các bác. Không ngừng nghỉ luôn. Bây giờ thì cũng để cho ba ông cháu là nấu cơm một chút cô bác. Chắc là cháu Lực cùng xé ở trên này một lúc nữa thôi. Xem là người mẹ có còn đang quay trở lại không. Tại vì là vừa rồi cháu Lực có nói là xé gọi trưởng thôn vào. Thì mẹ thấy nghe đấy, mẹ có sửa bảo là cứ gọi đi. Ở đây là mớ à? Vâng. Mớ lợn à? Vâng. À. Dầu ăn thì vẫn còn đúng không? Còn ạ. Cái dầu ăn thì đến mùa đông ấy cô bác thì nó cũng là đông hết rồi. À, như ngôi nhà cũ của ba ông cháu thì cháu Lực cũng đã ghi hình lên rất là nhiều lần rồi. Rộng bao nhiêu và dài bao nhiêu. Và ở bên trong nhà thì có những cái vật dụng gì thì cháu Lực cũng đã đi và ghi hình đến hết rồi. À, những cái thước phim mà đầu tiên mà cháu Lực lên chia sẻ của bác. Cô bác ạ. À, bắt gặp em Hải là ngồi ở đây và ăn cơm tràn với lại nước lá. Ăn cơm tràn với nước lá khi mà cháu Lực ghi hình, ghi những thước phim ấy lên. Thì cũng được là bà Vương Kim Thanh là cũng là người mà Mạnh Thường Quân chính, Mạnh Thường Quân đầu tiên mà cùng cháu Lực để đi giúp đỡ được những hoàn cảnh khác. Và cháu Lực cũng rất là mong sẽ được cùng bà đi giúp đỡ được thêm những hoàn cảnh khác còn đang gặp khó khăn trên nữa cô bác. Đấy, bây giờ thì thước phim thì cũng khá là dài rồi. Đấy, Hải thì bây giờ thì cũng nấu cơm đợi anh xử thôi nhá. Tại anh thì cũng sẽ ở trên này một lúc nữa thì anh cũng sẽ di chuyển là đi về. Đấy. Rồi bây giờ thì anh em mình nói lời chào tạm biệt các ông bác các bà nhá. Con chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Đấy, vừa rồi thì gặp cái trường hợp này thì khá là sợ đúng không? Vâng. Đấy, khá là sợ, không sao, có anh ở đây, có những cái chuyện gì anh sẽ là người mà chỉ dạy các em và bảo ban các em. Vâng, nha. Vâng. Không phải sợ sệt gì cả. Vâng, vâng. Đấy, còn cái thước phim này cũng khá là dài rồi các bác ạ. Cháu Lực cũng xin được nói lời hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Chào tất cả quý cô bác anh chị. Đấy, hôm nay thì một ngày mà mưa gió rất là lạnh, thành ra là không có đi lên trên bản được. Cháu Lực ở nhà thì hai chị em là làm một tí lắp xưởng, vừa là để làm phục vụ cho gia đình và vừa là làm để đăng lên trên kênh. Mà nếu mà có cô bác anh chị nào mà quan tâm tới lắp xưởng thì là cháu Lực sẽ gửi cho cô bác. Cháu Lực cũng rất là mong các ông bà cô chú anh chị sẽ mua ủng hộ cho cháu Lực để cho cháu Lực có thêm kinh phí đổ xăng để đi lại cô bác nhé. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.